để làm cái chương trình này và có cái tín hiệu Beep Grapper SMA đấy là chúng ta đăng ký by design xong và chúng ta phải sử dụng cái Visa để thanh toán, Visa Mastercard có khả năng thanh toán ở quốc tế. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải chờ đợi để thanh toán bằng USDT. Thì sau khi chúng ta KYC, chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái backend này 0 ngày, 3 giờ và 38 phút là phải thanh toán để chúng ta nhận cái tín hiệu này. Sau đó chúng ta về trade và chúng ta nhìn thấy các điểm PV cũng như là cái cách làm của chúng ta để cho hệ thống của chúng ta làm sao cho đồng loạt thanh toán trong My Account, trong My Business, trong Shop. Chúng ta cũng thấy được rất nhiều các sản phẩm ở đây. Thế nhưng sản phẩm ở đây thì chúng ta quan tâm đến sản phẩm kỹ thuật số là chính nhé, và không quan tâm các sản phẩm khác, nó gồm dàn sản phẩm du lịch, đúng không ạ? Đấy, các sản phẩm về internet, các sản phẩm thực tế ảo, đúng không? Rất nhiều, đúng không? Các sản phẩm về trend rất nhiều. Nhưng chúng ta ở đây quan tâm đến sản phẩm SMA, và SMA thì sẽ vào cái cao và vào multi, vào multi. Vào đây, multi payment. Chúng ta KYC nhé, là phải KYC. Và tôi đang pending sau 48 giờ. Đó, cứ lần lượt từng bước một và vào multi. Đó. Sau đó chúng ta vào pay. Và từ đó chúng ta có 100 điểm PV. Và điền các cái thanh toán của chúng ta, đúng không ạ? Add new. Đó chính là cái cách thanh toán để chúng ta active.